xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Huỳnh UK Cuộc Sống Anh Quốc. Nếu bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì mình là Kim, hiện đang sống tại vùng ven của Liverpool, Anh Quốc. Sáng Chủ nhật nè cô chú, sáng nay thì các bạn nhỏ đã ăn sáng rồi, bây giờ thì Kim sẽ làm trái cây. Cho các bạn ăn trái cây xong thì mình sẽ dẫn các bạn đi dạo một vòng, rồi sẽ đưa các bạn trai về. Hôm nay thì Chi có một cái ngày rất là quan trọng luôn ông bà cô chú ơi. Hôm nay Chi sẽ biểu diễn múa ba lê. Cho nên buổi trưa thì hai mẹ con sẽ chuẩn bị đầu tóc cho Chi nè, thay đồ bới tóc trang điểm gì cho Chi để dẫn Chi đi đến nhà hát. Chiều nay sẽ có một cái buổi biểu diễn đầu tiên trong đời của Chi luôn cô chú. Ở nhà Kim có ba bạn nhỏ nhưng mà ăn trái cây khác nhau á cô chú. Như là mỗi một lần mà muốn làm cho con ăn cái gì là đều phải hỏi ý của con hết. Nói là bây giờ là làm trái cây con muốn ăn cái loại gì. Nó là mình kể ra mình có cái gì. Mình có chuối, dưa hấu, nho, dâu tây, việt quất, cái gì đó. Một bạn thì ăn chuối, việt quất, mâm xôi. Một bạn thì không ăn việt quất. Một bạn thì không ăn cái này, không ăn cái kia. Cho nên là mình chiều theo ý hết đó cô chú. Mình phải làm theo cái ý của mỗi người nha cô chú. Chứ mình không có ép được. Tại vì con nít ở bên này á, Khi mà bé nó nói nó không thích là thôi đó cô chú, chứ mình không có ép được. Nó nói nó không có thích ăn rồi mà ép bưng lên một hồi cũng bưng xuống rồi cô chú anh chị. Cho nên là thôi, tụi nhỏ nó thích ăn gì thì mình làm theo cái đó cô chú. Cho nên mỗi lần mà Kim đi chợ là Kim sẽ mua đủ loại trái cây hết. Mỗi thứ một ít vậy đó cô chú anh chị. Ai muốn ăn cái gì là cũng có hết. Đây xong rồi nè cô chú. Cái dĩa có chuối này là cho anh hai nè. Cái dĩa này là cho anh ba. Cái dĩa này là cho Chi nè cô chú. Chi nó không có thích ăn cái quả xanh này mọi người. Còn cái dĩa này là cho Kim. Đó. Anh hai thì không có ăn được những cái gì mà có hạt như là dưa hấu hoặc là kiwi nè. Anh hai không có ăn. Anh hai chỉ ăn những cái loại mềm và không hạt thôi. Cô chú anh chị ơi, bây giờ mình sẽ dẫn mấy bạn nhỏ đi công viên nè. Ủa ba đâu rồi chị? Ủa where that đi? À, ok. Đây là cái công viên cũng gần nhà Kim nè cô chú anh chị, đi khoảng 10 phút thôi. Ở bên này thì tất cả cái công viên mình đi tới đâu mình cũng thấy đều có vịt ngỗng nè, chim, rồi bồ câu. Ở đây á, mỗi công viên người ta đều để cái bảng là không có nên cho chim, cho vịt ăn bánh mì. Nhưng mà mình thấy có rất là nhiều người đi công viên đem theo bánh mì cho vịt ăn á cô chú. Ở đây có cái xe bán kem nè cô chú anh chị. Đừng ngậm tay vô miệng con. Chị nó bay lại kìa chị. Con xin chào bà cô chú đi. Xin chào cô bà cô chú. Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay là một ngày rất là quan trọng của Chi Chi nè cô chú anh chị. Hôm nay Chi Chi sẽ đi biểu diễn múa ba lê nha cô chú.
hả? Ở cái nhà hát á, nó rất là đông người luôn. Mà hôm nay bây giờ Kim sẽ bới tóc cho Kim. Hôm nay con phải múa cho đẹp cho giỏi nha. Làm cái cục tóc bới ở trên đầu múa ba lê này nè cô chú. Hôm bữa Kim cũng mới lên trên mạng á, tự học rồi làm, chứ hồi xưa giờ mình không có biết làm. Chi Chi nó học múa ba lê từ khi Chi 2 tuổi rưỡi á cô chú. Thì lúc mà Chi qua bên này á là cũng lúc đó Chi 2 tuổi. Xong rồi qua đây mấy tháng sau rồi ba mới tìm trường cho Chi học múa. Nhưng mà cái cô giáo đầu tiên mà dạy cho Chi á là cổ đã dạy múa được 22 năm rồi cô chú anh chị. Nhưng mà bây giờ cô cũng lớn tuổi á, xong rồi có rất là ít bé đến học. Cô không có đủ tiền để trả tiền mặt bằng, cho nên là cô dẹp lớp luôn cô chú anh chị. Là cô đóng cửa luôn á, nhưng mà cô cũng rất là buồn và mình cũng rất là buồn cho cô luôn. Xong rồi ba Chi tìm cái lớp học mới này cho Chi nè. Thì cái cô này là một cô giáo trẻ mà rất là năng động. Kiểu như người ta tuổi trẻ đó cô chú anh chị, rất là năng động và chăm chỉ luôn. Dạy rất là nhiều học sinh, mấy trăm học sinh luôn á, cô chú có rất rất là nhiều lớp luôn. Và hôm nay là cái ngày mà cô tổ chức cái buổi biểu diễn múa ba lê cho toàn cái trường của cô. Từ cái lớp bé cho bé nhất là Chi Chi đó cô chú, cho đến những cái bạn lớn luôn. Thì cái học phí mà Chi Chi học múa ba lê ở Anh á là 35 bảng Anh cho 5 buổi. Cho 5 tuần đó cô chú, thì một tuần là mình học một buổi vào ngày thứ bảy đó. Thì một buổi sáng ngày thứ bảy là chỉ học có 30 phút thôi nha cô chú. Những bạn lớn thì không biết có học lâu hơn không, nhưng mà cái lớp bé của Chi á là chỉ học có 30 phút thôi. 30 phút một ngày thì 5 buổi như vậy đó là 35 bảng Anh. Thì tính ra một buổi là khoảng 7 bảng Anh ha cô chú anh chị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 107, 108, 109, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
Ngồi thẳng cái lưng lên. Thẳng cái lưng lên, chỉ khum cái cổ thôi, không có khum cái lưng. Honey, honey, ho, ho. Keep it to the ho, ho. Let me do my yoga. Your yoga. How do you do yoga? Honey, honey, ah. Đó cho bạn cái kẹp nè. Xong rồi nè cô chú. Rồi khum xuống mẹ coi cái búi tóc coi. Đó. Để cái cục này vô xong rồi. Xong rồi cột cái dây màu trắng. Cô bắt là phải cột cái dây nơ màu trắng nha cô chú. Rồi chi. Xong rồi. Trang điểm nữa. Oh Cecilia, you're breaking my heart. Đợi đợi đợi, đưa coi mặt đẹp kìa. Giờ từ thôi, để mặt công chúa kìa. Maybe we need another pair of shoes for her. Hey honey, it might be a good idea for her to put a jacket on. Hey, on the head. It's alright, honey. No, I want it to be perfect. Bây giờ Chi đã chuẩn bị xong rồi nè cô chú, trang điểm xong luôn rồi, đang chờ ông bà nội đến. À, ông nội sẽ đưa bà nội đến đây, xong rồi bà nội đi cùng với gia đình mình. Tại vì mình chỉ được 3 vé thôi hả cô chú, chứ không có được nhiều vé, cho nên là ông nội không thể đi chung được. Honey. Bà nội đã đến rồi nè cô chú, bây giờ cả gia đình sẽ cùng đi thôi. Mummy's the old lipstick. Mummy's the old, not just any lipstick, but the old. Let go, cô chú ơi, bây giờ đi nè. Dior.
Đã tới nhà hát rồi nè cô chú ơi, nhưng mà mình đi sớm á, ba Chi sợ là trễ nên là đi sớm. Nhưng mà khi đến đây là đi sớm tới 35 phút lận, phải đợi. Ôi con nhảy gì mà con chạy tùm lum hết trơn vậy? It's upstairs at door D, right? Yeah. You can go up there and have a look if you want now. Okay. When I take it out, I'm going to go all the way right around here. Okay. Chi này mới nói nè. Chi good girl nha. I'm coming with you. Chi good girl nha. Chi be the best dan nha chi nha. Yeah. Okay. Funny. See you later. Bây giờ còn sớm mọi người, cho nên là mình với Kim với mẹ chồng Kim ngồi đó. Bye bye. Ba Chi sẽ dẫn Chi vòng cái đường kia để một hồi đi qua cái phía sau của cái rạp này mọi người. Baby you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Thì ở trong này người ta không có cho mình quay phim cô chú anh chị, cho nên Kim chỉ quay lén được có chút xíu thôi, với lại chụp những cái tấm hình lúc mà cuối buổi nè. Đây tất cả những học sinh của cô giáo này hết đó cô chú anh chị. Tôi chở mẹ về tới nhà rồi mọi người. Giờ mình đi về. Đi chơi. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Và đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ gia đình Chi Chi nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.